Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tả Sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 361, mất ngủ. Chuyện hôm nay, cảm ơn ngươi. Tả Chi Phi bưng chung trà lên, dùng trà che giấu cảm xúc trên mặt, nàng nhìn thấy đám thư sinh tụ tập, người đầu tiên nghĩ đến chính là mình. Lúc đặt chung trà xuống, trên mặt hắn lại khôi phục bình thản thực ra ta đã đề phòng chuyện các thư sinh gây chuyện từ sớm rồi lời này có ý ở ngoài lời yến tam hợp nghe ra được là ta xen vào việc của người khác ta không có ý đó tạ chi phi nhìn cổ tay mảnh khảnh đặt trên bàn an nguy sinh tử của ngươi quan trọng hơn chức quan của ta nhiều yến tam hợp trận động từ đáy lòng cảm giác này đã không thể dùng từ kỳ lạ để hình dung nữa rõ ràng tránh né sự quan tâm của cô rõ ràng luôn ám chỉ mình không có cảm giác gì với cô. Thật giống như hai mặt của chiếc khăn, một mặt theo uyên ương quẫy nước, một mặt khác thì theo một cây đao. Thái độ của một người đối với một người, tại sao lại chống đánh xuôi kèn thổi ngược như vậy chứ? Trong lòng con người một khi có chuyện, thì chắn chắn sẽ bị mất ngủ. Lúc này trong tay Yến Tam hợp dù có cầm thêm 10 cái khăn, thì Chu Công cũng chẳng tới dẫn nàng đi. Đừng có lần nữa, tiểu thư của ta. Lý bất ngôn buồn ngủ đến mức hai mắt không mở ra được. Bình đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, cầu nam nhân đến, lấy gậy đánh cho hầu hạ, nữ nhân đứng đắn ai lại mất ngủ vì nam nhân. Yến Tam hợp tức cười, dùng chân đá mông nàng. Ta đang nghĩ đến lục thời, lục thời cũng là nam nhân mà, cũng có thứ hàng hai lạng thịt đi. Lý bất ngôn ngáp một cái. Ngủ đi, ngủ đi. Yến Tam hợp chợt không rõ. Thứ hàng hai lạng kia. Là cái gì? chờ hiểu được thì mặt đã đỏ lên, lại rũi chân đá Lý Bất môn một cái. Chân chợt khựng lại. Đúng vậy, lục thời là nam nhân, là nam nhân thì sẽ có thất tình lục dục. Giống một thái giám như nghiêm như hiền, còn kiều thêm mỹ thiếp một đống, vì sao lục thời lại biến mình thành người cô độc như thế? Vì công việc ngự sự ư? Hay muốn lưu danh sử sách? Nhưng nam nhân từ xưa đến nay danh lưu sử sách đều có để cho hai lạng thịt kia nhàn rỗi đâu cho dù là một đời kiêu hùng như ngô quan nguyệt, được dân chúng kính yêu đến tận trái tim thì cũng không kiềm chế được tình cảm nam nữ. Đây lại là một điểm kỳ lạ. Viện khác, tiểu bùi ra nhìn chằm chằm tả chi phi, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Được rồi, đừng nhìn nữa. Tả chi phi và hắn nhìn nhau hồi lâu, lặng lẽ bại trận. Ta chỉ dặn nàng không được hành động thiếu suy nghĩ, đừng đưa mình vào chỗ nguy hiểm, từ từ rồi nghĩ cách. Lời này tại sao không thể nói trước mặt chúng ta, nói một mình có thể hiện ra tầm quan trọng của việc này. Nhà đầu kia không sợ trời, không sợ đất, ngươi cũng không phải không biết. Tả Chi Phi dùng lòng bàn tay che mắt, mệt mỏi nói: Ngươi dám nghĩ hôm nay nàng trà trộn vào đám thư sinh gây chuyện đó không? Tiểu Bùi gia nói giúp người trong lòng. Lá gan không lớn thì không hóa được niệm, không giải được ma, cho nên ta mới phải cảnh cáo nàng tả chi phi không kiên nhẫn lật người vào trong. Ngủ, ngủ, trong cầm y vệ, không phải ngươi y có một bó huynh đệ sao? Tiểu bùi ra ngủ không được. Hắn không chỉ muốn nói giúp người trong lòng, còn phải nghĩ cách giúp nàng. Bỏ chút bạc để bọn họ dàn xếp, xem có thể gặp lục thời một lần hay không. Tả chi phi ngồi dậy, dí tay vào cái tên đang ngồi trên giường quý phi một cái. Nhét hết mấy chủ ý ôi thiêu của ngươi về đi, lúc này đang là thời điểm quan trọng, đừng nói bỏ tiền, dù có dùng dao thì cũng không được. Không được thì không được, hung dữ gì chứ. Tiểu bùi ra ngáp một cái, nước mắt ứa ra. Nếu còn không được nữa thì cũng chỉ có thể tung lời đồn, nói lục ra có quỷ quái gây sự, kéo hòa thượng tăng lục ti của ta qua làm lễ, để yến tam hợp giả trang thành tiểu hòa thượng đi vào. Thế mà người cũng nghĩ ra được, tả chi phi trùm chăn lên đầu. Không để ý tới người này nữa. Cung đoan mộc, triệu diệt thời đỡ tay thầm trùng bước xuống xe ngựa, nghiêm hỉ khổ sở đợi nửa ngày bung dù vui vẻ chạy tới. Điện hạ, thái tử đang chờ ngài ở thư phòng, bảo ngài về rồi thì đến một chuyến. Đuôi lông mày triệu diệp thời không nhúc nhích, chỉ là ngón tay đặt sau lưng bấm lại. Biết rồi. Nghiêm hỉ đưa ô cho triệu diệp thời, ân cần nói. Điện hạ ngài đi theo ta, cẩn thận dưới chân, đưa ô cho thẩm trùng, kêu hắn về trước đi. Nghiêm hỉ dừng chân, vội giao đèn lồng cho thẩm trùng cung kính lui đến bên cạnh. Vâng. Triệu Diệp thời lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Nghiêm hỷ lặng lẽ nhấc mí mắt lên, nhìn hai bóng dáng đi càng lúc càng xa, bỗng nhiên giơ tay lên, và mạnh vào miệng mình một cái. Này thì miệng tiện, còn xin điện hạ biện hộ cho nghiêm như hiền, lần này thì tốt rồi, đến mình cũng xui xẻo theo. Trong thư phòng, đèn đốt sáng trưng. Triệu Diệp thời bước vào hành lễ với người phía sau thư án. Triệu ngạn lạc ngẩng đầu, nói. Vụ án điều tra thế nào rồi? Triệu diệt thời. Chuyện này liên lụy quá nhiều người, trước mắt vẫn chưa có tiến triển gì. Triệu ngạn lạc. Hôm nay thư sinh vây sự, ngươi thấy thế nào? Đến qua nhanh, nhân số còn đông, chọn địa điểm trùng hợp, không phải việc mà mấy tên thư sinh có thể làm được. Thái tử đi ra khỏi cửa, triệu diệt thời vẫn không đi theo ra ngoài, chỉ lặng lặng lắng nghe sau cánh cửa. Dù Chu Thanh không đến đưa tin, hắn cũng có thể nghĩ ra được điểm kỳ lạ trong việc này. Phụ thân, sau lưng chắc chắn có người đang âm thầm trợ giúp. Triệu ngạn lạc cười gần, da mặt trắng nõn run lên. Có thể thấy được hoàng thúc của ngươi ở kinh thành có không ít nhân mạch. Không chỉ có nhân mạch nhiều, tâm tư cũng rất độc ác. May mà phụ thân xử lý thỏa đáng, nếu không, hắn chẳng cho ta sống tốt nổi một ngày. Triệu ngạn lạc gõ ngón tay lên thư án. Âm thầm điều tra một chút đi, mượn cơ hội này thanh lý một chút lời này khiến triệu diệt thời vô cùng kinh hãi tính cách phụ thân cũng khoan dung nặng nề như thân hình hắn số lần chủ động ra tay có thể đếm trên đầu ngón tay rất hiển nhiên rằng cục diện đêm nay khiến ông có điều xúc động nghĩ mà sợ lỡ như trong thư sinh có người khác trà trộn vào lại lỡ như dương nhất kiệt kia không quan tâm lại là một cục diện khác phụ thân yên tâm con sẽ âm thầm điều tra rõ ràng Đỗ Kiến học thân là đương nhiệm lễ bộ thượng thư, người nói lần này có cần. Phụ thân. Triệu Diệp thời lập tức ngắt lời. Vụ án này bệ hạ cực kỳ để ý, trước khi có chứng cứ xác thực, tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ, tránh dẫn lửa thiêu thân. Hắn lại nói tiếp. Nhi tử sẽ làm cho người âm thầm quan sát, có thể làm đến được chức quan như hắn thì có ai chùi sạch hết mông. Ừ. Triệu ngạn lạc hài lòng gật đầu, lại hỏi. Người đoán xem bệ hạ có bảo toàn được nghiêm như hiền hay không? trước khi thư sinh vây sự, còn hơi khó nói, sau khi thư sinh vây chuyện. Hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Triệu ngạn lạc đột nhiên âm trầm, miệng há ra rồi lại ngầm vào, sắc mặt lo lắng. chương 362, tạ ơn. Triệu diệt thời biết phụ thân đang lo lắng điều gì. Bệ hạ trước nay đều không thích ông, dù cho có làm việc tốt đến đâu thì cũng có thể soi mói được. nghiêm như hiền theo bệ hạ mấy chục năm, đến nhà đều tịch thu, bệ hạ cũng không cho hắn vào ngục, rất hiển nhiên là muốn để cho hắn một mạng. Hôm nay lão thái giám này hẳn phải chết không nghi ngờ, trong lòng bệ hạ không thoải mái, có thể giận chó đánh mèo không? Có thể, bởi vì câu nói cuối cùng mà phụ thân nói với thư sinh mặt vuông hôm nay không thỏa đáng lắm. Các người cuối cùng sẽ đợi đến ngày này, lời này mặc dù là trấn an thư sinh, nhưng nghĩ kỹ thì dường như cũng có ý uy hiếp bệ hạ hắn ở sau cửa nghe câu này thì đổ mồ hôi lạnh. Nhưng lời đã ra khỏi miệng, còn biết làm gì đây? Triệu diệt thời từ sáng sớm đến bây giờ chưa uống một giọt nước nào, căn bản không có sức chấn an thái tử đang hoảng loạn, bèn hành lễ, lặng lẽ lui ra ngoài. Mưa vẫn rơi tí tách như cũ. Thẩm trùng che dù tiến lên. Điện hạ, dùng cơm trước, hay là tắm rửa thay quần áo trước? Triệu diệt thời chậm rãi bước ra khỏi ô, không hề báo trước hỏi một câu sao nàng ta lại trà trộn vào trong đám thư sinh? Thẩm trùng bị hỏi đến sừng sốt. Trong noãn các, hoàng đế nhìn thoáng qua phùng trường tú đang cúi đầu quỳ ở phía dưới, nói. Nói đi, bên ngoài đang ồn ào chuyện gì? Phùng trường tú không dám giấu giếm, kể lại chuyện thư sinh tụ tập thế nào, rồi xung đột với cẩm y vệ ra sao, thái tử giải vây thế nào. Hoàng đế nghe xong, lạnh lẽo mỉm cười, nói một câu khiến phùng trường tú kinh hồn bạt vía. Cả đám đều to gan. Cả đám là ai? Là thư sinh? Là cầm y vệ? Hay là người khác? Phùng Trường Tú không dám nói tiếp, chỉ có thể cúi đầu thấp hơn. Ngươi mang theo một đội nhân mã khác, âm thầm tra rõ chuyện khoa thi mùa xuân. Hoàng đế đứng lên, đưa tay vỗ vỗ bả vai Phùng Trường Tú. Phía lão ngựa sử ngươi cũng để tâm vào. Phùng Trường Tú. Thần tuân chỉ. Vĩnh Hòa đế chắp tay đứng lên ra ngoài đi dạo với chấm. Vâng. Phùng trường tú vội vàng đứng lên, đi theo phía sau hoàng đế, đi chưa được mấy bước, lại nghe hoàng đế hỏi. Ngươi cảm thấy nghiêm như hiền đáng chết không? Phùng trường tú nheo mắt nhìn bóng lưng hoàng đế, cung kính nói. Sống hay chết, thần chỉ nghe lời bệ hạ. Vĩnh hòa đế hừ một tiếng, không nói gì nữa, chậm rãi đi ra khỏi noãn các. Tiểu thái giám trực ở cửa vừa thấy hoàng đế đi ra, thì vội che dù tiến lên. Hoàng thượng, muốn chuẩn bị ngự giá không? Đưa ô cho phùng đại nhân, các người không cần đi theo. Vâng. Quân thần hai người im lặng đi với nhau. Phùng trường tú 12 tuổi tỉnh thân đến bên cạnh hoàng đế hầu hạ, 22 tuổi vào cầm y vệ, suốt thời gian 10 năm, hắn ít nhiều cũng hiểu tính tình của hoàng đế. Im lặng như vậy rất hiếm thấy, chứng tỏ hoàng đế có tâm sự. Đi gần nửa chén trà, đến trước cửa cung, vĩnh hòa đế lạnh lùng ra lệnh dọn đường thị vệ không nói hai lời lập tức gọi từng người trong viện ra phùng đại nhân cũng ở đây chờ chấm đi vâng vĩnh hòa đế lúc này mới nhấc chân bước vào cánh cửa kia chỗ ở của thái giám trong cung đều gọi là trực phòng nhưng trực phòng này khác với trực phòng khác thái giám được sủng ái nhất trực phòng ngay bên cạnh điện dưỡng nghiêm như hiền quỳ gối trong viện mái tóc hoa dâm nổi bật dưới ánh trăng người già rồi cho dù cầm khăn lau cũng có ký ức không xóa đi được. Vĩnh Hòa Đế nhìn lão nô tài hầu hạ mình mấy chục năm này, trong lòng ít nhiều thấy hơi phiền muộn. Nghiêm như hiền nâng mí mắt lên, nhìn trước vị hoàng đế trước mặt, gào lên. Bệ hạ, lão nô oan uổng, oan uổng. Vĩnh Hòa Đế cười gằn. Người mua quan bán quan, tham ô bạc của thập nhị giáng, còn nhúng tay vào khoa thi mùa xuân. Nghiêm như hiền ngẩng phát đầu, vừa vặn thấy Vĩnh Hòa Đế đang rũ mắt nhìn hắn chủ tớ hai người một cao một thấp nhìn nhau, nghiêm như hiền nhìn sự lạnh lẽo trong mắt đế vương, lại từ từ đâu ù đập trên mặt đất. Lão nô, tội chết. Sự tức giận, bốc lên từ sâu trong đáy lòng vĩnh hòa đế. Nhìn đi, vừa rồi còn kêu oan, giờ lại tự xưng là tội chết, lật mặt có nhanh không cơ chứ. Bày ra dáng vẻ trung thần hiếu tử, sau lưng sẽ lại chẳng có gì không dám làm. Hoàng đế dùng chân đá vào đầu nghiêm như hiền, các ngươi khi dễ chấm già sao? Bệ hạ, lão nô không dám, lão nô bị quỷ ám, lão nô biết sai rồi, cầu xin bệ hạ tha mạng. Hoàng đế dường như không nghe thấy hắn nói chuyện, yên lặng nhìn vầng trăng sáng phía chân trời, đột nhiên nói. Chấm nhớ ngươi và lệ phi xưa nay giao hảo. Bệ hạ, bệ hạ. Nghiêm như hiền sở tới hồn phi phách tán, tay chân cùng bò về phía trước vài bước. Ông trời có cho nô tài mượn mấy trăm, mấy vạn lá gan, nô tài cũng không dám ngươi còn có chuyện gì không dám? Giọng Vĩnh Hòa đế sắc bén. Đến khoa thi mùa xuân ngươi cũng dám nhúng tay, trong mắt ngươi còn có chấm, còn có quốc pháp không? Lão nô tội đáng vạn chết, nói đi. Vĩnh Hòa đế giận đến mức đá mạnh một cái. Ngươi cấu kết với Lý Hưng thế nào? Nghiêm như hiền bị đạp ngã xuống đất, cố gắng đứng dậy, khóc sống lên nói. Lệ Phi nương nương là tiểu nữ của Lý Hưng, lão nô đồng ý sẽ chăm sóc nàng, chỉ cần Lý Hưng, chỉ cần hắn. Thì ra là như thế, không chỉ có mua quan bán quan, không chỉ có nhúng tay vào chuyện khoa thi mùa xuân, cầu nô tài này lại còn lợi dụng phi tần của hắn. Khó trách lục thời nói hắn dâm loạn trốn hoàng cung. Trong lòng vĩnh hòa đế lạnh lẽo. Rất tốt, rất tốt, bệ hạ, bệ hạ. Nghiêm như hiền bò qua, ôm chặt lấy cổ chân đế vương. Lão nô sai rồi, lão nô thật sai rồi, cầu xin bệ hạ nể mặt nô tài cả đời chăm sóc bầu bạn mà tha cho cái mạng chó của nô tài. Người càng già, càng sợ chết, cho dù sống không bằng heo chó, y vẫn muốn sống. Bởi vì chỉ có sống sót, ngày nào đó bệ hạ bỗng nhiên nhớ đến công lao của hắn, thì hắn sẽ lại có thể hưởng vinh hoa phú quý. Sau khi ngực vĩnh hòa đế phập phồng mấy cái, nhìn khuôn mặt già nua của hắn, chân nhấc lên dẫy khỏi hai tay nghiêm như hiền. Tiểu hiền tử, lần này chấm cũng không giữ ngươi được rồi. Hai hàng lệ lăn từ trong mắt nghiêm như hiền xuống tiểu hiền từ là xương hô của bệ hạ với hắn khi còn là hoàng tử. Khi đó hắn còn rất trẻ, sức lực cả người dùng không hết, một ngày 12 canh giờ thì hắn đều ở cạnh bệ hạ, tình nghĩa chủ tớ cũng bắt đầu từ khi đó. Bao nhiêu năm rồi, chính nghiêm như hiền cũng không nhớ được. Hắn chỉ nhớ, khi hắn đứng ở bên cạnh hoàng đế, tất cả mọi người đều phải kính sợ, lấy lòng gọi hắn một tiếng. Nghiêm công công, chấm. Hắn là nghiêm công công, là người đắc ý nhất bên cạnh hoàng đế, không ai có thể vượt qua hắn. Nửa đời trước hắn khổ sở làm trâu làm ngựa, nửa đời sau tại sao không thể sống đường đường chính chính như một người nam nhân? Hắn muốn quyền, muốn tiền, muốn nữ nhân, muốn mỹ thiếp. Thứ mà tất cả nam nhân quyền thế trên đời này có, Nghiêm Công công hắn cũng phải có, sao lại sai chứ? Sao lại đi tới bước này? Vĩnh Hòa đế xoay người đi. Chấm sẽ cho người khâu mệnh căn của ngươi lại. Nghiêm Như Hiền ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn theo bóng lưng Đế vương. Nhìn hồi lâu, hắn kéo ống tay áo, lau nước mắt, sau đó khom lưng nằm sấp xuống đất. "Tiểu Hiền tử, tà chủ Long Ân." Chương 363: Thi thể. Đại thái giám Nghiêm Như Hiền đã chết, treo cổ trên xà nhà. Đến khi thị vệ phát hiện, thân thể của hắn đã cứng đờ. Tin tức đến vào lúc lâm chiều, truyền đến trong tai hoàng đế, hoàng đế nghe xong vỗ một trường lên ghế rồng, giận dữ nói, sợ tội mà chết, chết chưa hết tội. Văn võ bá quan sợ tới mức không dám nói gì, chỉ hơi nghi ngờ. Nghiêm như hiền này bị giam trong cung, chắc chắn có thái giám hoặc thị vệ trông coi, sao lại treo cổ được chứ? Vậy vụ án gian lận trong khoa thi mùa xuân còn điều tra tiếp không? Bè hạ. Lục thời tiến lên một bước. Người mặc dù chết, tội vẫn còn, tiếp theo thần còn muốn trình lên là chứng cứ nghiêm như hiền dâm loạn hậu cung. Mặt vĩnh hòa đế xanh mét. Văn võ bá quan chẳng dám thở mạnh, cả đám chỉ hận không có cái lỗ chui xuống, cục diện này quá xấu hổ. Lục đại nhân. Vĩnh hòa đế trầm giọng nói. Chuyện hậu cung của chấm, không cần đại nhân quan tâm. Nếu chỉ là chuyện hậu cung của bệ hạ, lão thần tuyệt không dám nhiều lời. Lục thời chậm rãi nói. Nhưng hậu cung nối liền với tiền triều, nữ tử này đã nhúng tay vào triều chính hoa quốc ta, mong bệ hạ điều tra rõ. Bàn tay vĩnh hòa đế đặt trên ghế rồng, nổi lên mấy sợi gân xanh. Nữ tử này là ai? Lệ phi nương nương. Bốn chữ nói ra, cả đám người đều kinh hãi. Lệ phi là tiểu nữ nhi của tiền lễ bộ thượng thư Lý Hưng, nghe nói là dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp, nếu không hoàng thượng cũng sẽ không ban cho một chữ. Lệ, chấm. Lệ phi tiến cung đã nhiều năm, Tuy rằng không phải được sủng ái nhất, cũng không có sinh hạ một trai một gái, nhưng trong một tháng, hoàng đế sẽ luôn đến cùng của lệ phi ngồi một hai ngày. Trong chuyện này nếu nói không có công lao của Nghiêm Như Hiền thì đến quỷ cũng không tin. Hai ca ca của lệ phi, cũng là hai con trai trưởng của Lý Hưng đều làm quan ở phía Nam, chức quan còn không nhỏ, có rất nhiều dầu mỡ. Lý Hưng sớm đã cao lão về quê, nghe nói cũng là vì nhường đường cho con đường làm quan của hai đứa con trai ngón tay vĩnh hòa đế bỗng nhiên gõ gõ tay nắm ghế. Nói, Lệ Phi nhúng tay vào tiền triều như thế nào? Lệ Phi nương nương và Lý Hưng cùng hai con trai của Lý Hưng, mua quan bán quan. Lục thời lấy ra một sấp giấy. Đây là chứng cứ thần thu thập được, xin bệ hạ nhìn xem. Nội thị tần khởi lập tức chạy đến bên cạnh lục thời, nhận lấy sấp giấy kia, trình lên trước mặt hoàng đế. Hoàng đế không thèm nhìn, vung tay lên, giấy rơi đầy đất. Tần khởi nhặt cũng không phải, không nhặt cũng không phải, chỉ dám cúi đầu, cẩn thận ngước mắt lên chú ý sắc thái trên mặt hoàng đế. Trên mặt vĩnh hòa đế còn có thể có sắc thái gì đây? Chỉ có tức giận thôi. Một người là lão nô tài hầu hạ hắn mấy chục năm, một là người bên gối của hắn, đều là người thân cận nhất của hắn. Vĩnh Hòa Đế cười gần một tiếng. Thái tử. Thái tử triệu ngạn lạc tiến lên một bước. Thần ở đây, điều tra đến cùng cho trẫm Vĩnh Hòa Đế đỏ mắt. Bất luận điều tra được ai, đều nghiêm trị không tha. Triệu Ngạn Lạc. Thần, Tuân Chỉ, Phùng Đại Nhân, có thần, Lý Hưng còn mấy ngày nữa thì được áp giải vào kinh. Nhiều nhất là 5 ngày, truyền ý chỉ chẫm, ba ngày phải vào kinh. Phùng Trường Tú cả kinh ngẩng đầu nhìn Hoàng Đế một cái. Thần, Tuân Chỉ, Bệ Hạ đúng là một đời minh quân. Lục thời bỗng nhiên quỳ dạp xuống đất, phủ phục trước mặt Hoàng Đế các bá quan vừa thấy tình hình này cũng đều đồng loạt quỳ xuống. bệ hạ thánh minh, bệ hạ thánh minh. vĩnh hòa đế ngồi ngay ngắn, dùng ánh mắt hơi u ám nhìn lục thời. một lúc lâu, nói: người đâu, đỡ lão đại nhân đứng lên. bệ hạ. không đợi người đỡ, lục thời đã đứng thẳng dậy. thần còn có một chuyện muốn nói. Khóe miệng vĩnh hòa đế khẽ nhếch lên. mời lão đại nhân nói. nghiêm tặc phạm tội thiên đao vạn chém đều không đủ để bình định sự phẫn nộ của người dân. Hôm nay hắn sợ tội mà chết, thần đề nghị treo thi thể của hắn ở cửa thành phơi nắng ba tháng, một là để chấn an học sinh thiên hạ, hai là để chuyện đó thành hồi chuông cảnh tỉnh cho văn võ bá quan. Văn võ bá quan nghe thế thì gan đều run lên, thế nhưng vĩnh hòa đế chẳng hề nhúc nhích đôi lông mày, chỉ nhìn lục thời thật lâu. Đề nghị của lão ngựa sử rất tốt, người đâu, truyền ý chỉ chấm. Cái gì? miếng vằn thắn trong miệng Lý Bất Ngôn suýt nữa thì rơi ra, lại vội vàng nuốt vào. Nghiêm Như Hiền đã chết, chết như thế nào, treo cổ trên xà nhà. Chu Thanh, Hoàng đế hạ lệnh treo thi thể ở cửa thành phơi nắng ba tháng, trước cửa thành người đông nghìn nghịt, Tam Gia đã chạy tới duy trì trật tự rồi. Yến cô nương, ta đuổi theo Tam Gia nhé, chờ đã. Yến Tam hợp gọi hắn lại. Bất Ngôn, chúng ta cũng đi xem thử. Chu Thanh dường như đã đoán được. Cô nương đi cũng được, tam gia dặn dò lý cô nương chắc chắn phải không rời cô nương một tấc mạng của ai cũng không quan trọng bằng mạng của cô nương khụ 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 yến tam hợp sạc miếng văn thắn trong họng ho đến kinh thiên động địa cửa thành quả nhiên là biển người tấp nập còn náo nhiệt hơn cả ăn tết khiến cho binh mã ti ngũ thành không thể không đứng gác ở đó ta nhổ tên hoàn cẩu cầu thay giám chết tốt lắm vì anh hùng hào hán nào đi lột quần của hắn để cho chúng ta nhìn xem tên thái giám chết tiệt này có bản lĩnh gì mà có tam thê tứ thiếp đi. Thị vệ canh giữ cửa thành vừa nghe xong, vội chừng mắt, quát lớn. Đều lui ra, không cho lột thì ta ném. Ném hắn, ta ném chết tên thái giám chết tiệt nhà ngươi. Đá, bồn nhão, lá rau nát đồng loạt ném về phía thi thể. Thấy một màn như vậy, Lý bất ngôn lắc đầu. Khi còn sống vinh hoa phú quý, tam thê tứ thiếp thì có ích lợi gì, còn không phải không được chết tử tế sao? Chu Thanh gật gật đầu. Ba tháng, đều khô luôn rồi. Yến Tam hợp lại thấy khó hiểu. Đều nói người chết là lớn, nghiêm như hiền này dù sao cũng là đệ nhất đại thái giám đương triều, hoàng đế cũng không cho hắn vào ngục, sao bây giờ lại để hắn phơi thay đầu đường chứ? Là ai đề nghị treo thi thể này ở trên tường thành? Là lão ngự sử. Yến Tam hợp quay đầu lại. Tả Chi Phi không biết từ lúc nào đã đứng chắp tay sau lưng nàng, một thân quan bào võ tướng, tôn lên vẻ uy nghiêm của hắn. Nam nhân tiến lên một bước, nghiêng đầu về phía cô, thấp giọng nói. Ngươi có cảm giác là nếu ngươi không chết thì ta sẽ không dừng lại không? Có. Giết người chẳng qua là đầu chạm đất. Nghiêm như hiền này dù thế nào cũng là người đã từng hầu hạ lão hoàng đế, không nhìn mặt tăng, dù sao cũng phải nể mặt Phật chứ. Ép người đến đường cùng có lợi ích gì với hắn đâu. Sau một đêm mưa to, bầu trời trong vắt. Yến Tam hợp ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên nói. Ta đến kinh thành nhiều ngày như vậy, còn chưa thấy hoàng cung vuông hay tròn. Ra đầu tạ chi phi lập tức nổ tung, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Thấy gì mà thấy? Lúc này chiều sớm còn chưa tan, rõ ràng là đi chờ lục thời. Yến Tam hợp xoay người, lặng lặng nhìn hắn. Ta có thể đi xem một chút không, Tam gia. Giọng nói nhỏ mà nhẹ, cảm giác dịu dàng vừa đúng, tin tạ chi phi dung dinh khiến hắn không biết phải làm sao. Ta chỉ đi xem thôi, không làm gì cả. Tạ chi phi, cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 364, Minh Quân. Một nam nhân rốt cuộc phải nhẫn tâm bao nhiêu, mới có thể từ chối một nữ tử lạnh nhạt cao ngạo, đột nhiên mềm mại chứ. Dù sao, tạ chi phi là không thể rồi đó. Có thể đi, nhưng không được gây chuyện. Yên tâm. Có thể yên tâm mới là lạ. Tả Chi Phi nhìn chủ tớ hai người xoay người lên ngựa, chân lui về phía sau vài bước tựa vào một thân cây, thở dốc không ngừng. Người khác là anh hùng khổ vì mỹ nhân. Ta đây là cái gì? Anh hùng khổ vì muội muội sao? Chu Thanh đi theo. Ra, ta đi theo quan sát từ xa nhé. Ừ. Tả Chi Phi đáp vô cùng suy yếu. Gửi thư cho Đinh Nhất, bảo hắn dù cha được đến đâu thì cũng về lẻ, bên cạnh ra thiếu người. Nhà đầu kia còn không biết sống chết như vậy, thì mình chết sắc mất thôi. Tiểu thư, thật sự không gây chuyện sao? Thật không gây chuyện, vậy chúng ta đi hoàng cung làm gì? Chờ ở cửa cung, chờ ai? Lục thời, chờ hắn đến hắn cũng không để ý đến chúng ta đâu. Không sao, ta không cần hắn để ý. Lỡ như hắn kêu cầm y vẽ bắt chúng ta lại thì sao? Chúng ta một không cướp, hai không trộm, hắn bắt chúng ta làm gì? Yến Tam hợp xương yên ngựa, quay đầu nói. Bất ngôn, nhanh lên. Nhanh hơn nữa, cũng mất gần nửa canh giờ mới nhìn thấy một bức tường thành cao vút trong mây. Dưới tường thành là hai cánh cửa đỏ đóng chặt lại, hai thị vệ đeo đao đứng hai bên trái phải, đây đều là cấm quân, thân binh của hoàng đế. Yến Tam hợp nhàn tản đi một vòng, không tới gần phía trước, mà đến chỗ các bá quan đỗ xe ngựa, kiểu. Các sa phu, kiểu phu top 5 top 3 tụ tập ở một chỗ, có người đánh bạc, có người nói bậy cũng không biết đã đợi bao lâu, chiều sớm kết thúc, các quan văn võ quan cùng bước đến, các xa phu, kiệu phu đồng loạt tản ra. Rất nhanh, xe ngựa, kiệu nối tiếp nhau rời đi, vẹn vẹn chỉ trong thời gian một chén trà, trên mảnh đất trống chỉ còn lại có bảy tám chiếc xe ngựa. Tam hợp hợp nguy xem, chiếc kia là của thái tử, chiếc kia là của thái tôn, của tà đạo chi, của lão ngựa sử ở bên kia. Mèn theo tay lý bất ngôn nhìn qua chỉ thấy bên cạnh xe ngựa của lão ngựa sử, có hai thị vệ mang đao đứng đó, xa phu khoanh chân ngồi bên bánh xe, cầm kim chỉ khâu vá một cái quần. Yến Tam Hợp vừa định nói gì xa phu bỗng nhiên ngừng đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía nàng. Không ngờ là lục đại. Yến Tam Hợp cảm giác trên cổ giống như có thêm một bàn tay lớn, cổ cảm giác hít thở không thông gần như sắp chết kia lần nữa sông lên. Đúng lúc này, xa xa có tiếng nói chuyện truyền đến. Lục đại vội thắt nút, cúi đầu dùng răng cắn đứt dây, nhét quần vào trong xe ngựa, ra nghênh đón. Người tới là lục thời, bên cạnh hắn còn có một hoàng thái tôn triệu diệt thời như thiên tiên. Yến Tam hợp kéo Lý Bất Ngôn trốn sau lưng đại thụ. Trốn làm gì? Lý Bất Ngôn dùng ánh mắt hỏi. Đúng rồi, tại sao ta lại trốn? Yến Tam Hợp cũng buồn bực, giống như theo bản năng chính là không muốn để cho Hoàng Thái Tôn nhìn thấy mình. Trước xe ngựa, Triệu Diệp thời khoanh tay đứng nhìn lão ngựa sử, muốn nói lại thôi. Biệt hiệu của nghiêm như hiền là lão tổ tông, đồ tử đồ tôn dưới gối nhiều vô số kể, những đồ tử đồ tôn này giống như tay chân của hắn, vươn đến mỗi một góc trong ngoài cung. Nghiêm hỉ bên cạnh mình, chẳng qua chỉ là một trong số đó. Cả đảng nghiêm thì ăn hối lộ trái pháp luật, tùy ý làm bậy, hắn sớm đã từng nghe thấy. Người trong sáng ngoài tối buộc tội nghiêm như hiền, những năm này không phải bị xét nhà giáng chức, thì tự nhiên lại chết, thế cho nên ngay cả đường đường Hoàng Thái Tôn hắn thấy nghiêm như hiền, đều phải cung kính xương hô một tiếng, nghiêm công công. Mà hết thảy nguyên nhân căn bản đó là gì, bệ hạ sủng ái hắn. Hai ngày nay hắn đi theo phụ thân đến tam ti cha án kinh ngạc phát hiện chứng cứ mà lục thời thu thập được, gần như toàn là bằng chứng, nghiêm như hiền cho dù không thắt cổ, cũng tuyệt đối không có khả năng xoay người. Điều này cũng có nghĩa là lục thời dùng sức một mình nhổ tận gốc đảng nghiêm thị. Sao hắn làm được? Lục thời dường như nhìn ra sự do dự của Thái Tôn. Điện hà có lời muốn nói ư? Triệu Diệp Thời lắc đầu. Vậy thì, lão thần xin cáo lui. Chờ đã. Triệu Diệp Thời hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói. Lão ngựa sử không sợ bệ hạ trách tội sao? Điện hà chỉ thi thể sao? Đúng. Lục thời cười ha ha, cười đến nỗi đôi mắt rũ xuống dính tóc mai vào. Bệ hạ là minh quân, minh quân chỉ làm chuyện đúng đắn thấy Triệu Diệp thời hơi mờ mịt, hắn lại nói thêm một câu. Chờ Điện Hạ ngày sau ngồi lên vị trí kia, sẽ hiểu được trên đời này, cho dù là đế vương, có một số việc không thể làm theo ý mình được. Triệu Diệp thời hơi ngẩn ra. Điện Hạ, lão thần đi trước một bước, lão đài nhân đi thong thả. Triệu Diệp thời đưa mắt nhìn xe ngựa từ từ rời đi, ánh mắt không chút gợn sóng hiện lên sự dịu dàng. Lúc này, phu xe kéo xe ngựa tới, thẩm sung đỡ Triệu Diệp thời lên xe, đoàn người từ từ đi xa. Yến Tam Hợp ôm miệng mũi thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Lý Bất Ngôn, nhẹ giọng nói. Đi, đuổi theo lục thời. Xe ngựa của lục thời, giờ phút này đã chạy tới đường lớn. Trong đám người rộn ràng nhốn nháo, không biết ai tinh mắt nhìn thấy, hét to một tiếng. Là xe ngựa của lục đại nhân, lục đại nhân, lục đại nhân, thanh thiên đại lão gia. Dân chúng đồng loạt đi qua, theo xe ngựa lục phủ đi về phía trước chẳng qua chỉ trong chốc lát phía sau xe ngựa lại đã có mấy trăm người đi theo tam hợp hắn rốt cuộc là người tốt hay kẻ xấu thế ta bị làm cho hồ đồ rồi ta cũng không biết hơn nữa còn là một dối tung cẩm y vệ thấy người đi theo quá nhiều sợ xảy ra chuyện gì lập tức lấy thắt lưng ra lớn tiếng nói với dân chúng giải tán giải tán hết lục đại nhân còn có việc phải làm chấm chuyện lịch sử lúc này mấy thị vệ ngũ thành đang tuần thành cưỡi ngựa đi ngang qua thấy tình hình như vậy thì cũng vào giúp đỡ cầm y vệ đuổi người dân chúng đều tự tản đi chỉ có yến tam hợp và lý bất ngôn thì dắt ngựa không nhanh không chậm đi theo phía sau xe ngựa yến tam hợp thậm chí đã nghĩ ra cả chiêu sau nếu dám đuổi các nàng đi nàng sẽ tự xưng là con gái riêng của lục thời ngày bên đường nói nương đã qua đời rồi giờ đến nương tựa vào cha ruột lục thời không nhận thì cô còn định một thắt cổ hai khóc lóc khiến cho cả thành tứ cửu đều biết cô chỉ muốn nhìn xem lục thời sẽ ứng phó như thế nào kỳ quái là phía bên kia xe ngựa không có bất kỳ động tĩnh gì lục thời giống như là không biết có người đi theo hắn xe ngựa xuyên qua con ngõ dài xuyên qua ngõ nhỏ dừng lại trước một tòa tiểu lâu lục đại vén rèm đỡ lục thời xuống xe lập tức có tiểu nhị lanh lợi ra nghênh đón dắt xe ngựa đi đoàn người lục thời đi vào trong lầu yến tam hợp vội vàng đi theo ngẩng đầu nhìn bảng hiệu sướng xuân viên đây là nơi nào lúc này lại có một tiểu nhị chạy tới cười cười nói hai vị cô nương là tới nghe kịch sao thì ra là nơi nghe kịch yến tam hợp nhìn lý bất môn có mang bạc không lý bất môn yên tâm đủ dùng có một câu này của nàng yến tam hợp chợt tràn đầy sức mạnh đến nghe kịch tìm chỗ tốt nhất, giống như lục đại nhân phía trước. chương 365, nghe kịch. Xin lỗi, hai vị cô nương, sướng xuân viên chúng ta không bán chỗ ngồi cho nữ. Sao? Lý bất ngôn rút nhuyễn kiếm ra, đặt ở trên cổ tiểu nhị. Bà đây có tiền mà còn không cho dùng hả? Tiểu nhị sờ tới mức mặt trắng bệch, thầm nói nào có một câu không hợp, đã móc kiếm ra đâu bà cô. Bà cô Lý đưa tay móc ra một tấm ngân phiếu, Nói với viên chủ của các ngươi, nếu hắn dám không cho tiểu thư nhà ta nghe kịch thì ta ta lập tức tìm người hủy luôn sướng xuân viên của hắn, ngươi tin hay không? Tin tin tin. Tiểu nhị thấy người tới không hiền, vội vàng mềm nhũn nói. Hai vị cô nương chờ một lát, ta đi bẩm báo với viên chủ nhà ta. Còn không mau đi. Tiểu nhị chạy như chớp, lý bất ngôn nháy mắt với yến tam hợp. Tiểu thư, khí thế nốt tì thế nào? Yến tam hợp. Mềm thì sợ cứng, cứng thì sợ liều. Ý thế của Lý Đại Hiệp rất ổn. Lý bất ngôn nghe xong, cười hề hề. Trong lúc nói chuyện, một lão tiểu nhị lớn tuổi đi ra đón, khom người cười với Yến Tam Hợp. Mời tiểu thư vào bên trong. Yến Tam Hợp học bộ dáng của tiểu bùi gia kiêu ngạo, tự đắc khí phách đi vào cửa. Lý bất ngôn thầm khen một tiếng trong lòng, nhét ngân phiếu vào trong tay lão tiểu nhị. Hầu hạ tiểu thư nhà ta cho tốt, ta có thưởng. Vâng, 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 ngài yên tâm, trong cửa còn có một gian khác, Yến Tam Hợp và Lý Bất Ngôn từng đến giáo phường ti, nhìn thấy cái gì cũng không hiếm lạ. Chỉ chốc lát, đã đi tới trước một tòa tiểu lâu, lão tiểu nhị ân cần nói. Tiểu thư đi chậm thôi, cẩn thận ngưỡng cửa. Yến Tam Hợp hừ một cái trả lời hắn. Đi vào trong lầu, ba người bước lên cầu thang. Yến Tam Hợp vừa đi vừa quan sát mọi thứ xung quanh. Đây là một tòa tiểu lâu tứ phương, giữa đình viện trống không, bày rất nhiều bàn ghế phía trước là một sân khấu lớn, sân khấu nằm ở phía đông hướng về phía tây, các nhạc sĩ đang điều chỉnh dây đàn. Đến lầu 2, lão tiểu nhị dẫn các nàng vào một gian phòng bao. Nói là phòng bao, nhưng hai bên chỉ dùng lan can chạm trổ cao nửa người vây lại, hai bên trái phải có ai ngồi, động tĩnh thế nào đều có thể thấy rõ ràng. Thật trùng hợp, đoàn người lục thời, đang ngồi bên tay trái Yến Tam Hợp. Từ góc độ này của Yến Tam Hợp, thậm chí có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt xám trắng của lục thời. Lục thời dường như nhận ra ánh mắt Yến Tam Hợp, quay đầu lạnh lùng nhìn cô. Yến Tam Hợp không sợ hãi, khẽ vuốt cầm với hắn. Dùng lời của Lý bất ngôn là, bà cô vào đây rồi, ngươi làm gì được. Lục thời không làm gì, mà lạnh lùng thu ánh mắt lại. Lúc này, trong phòng bao có hai nha hoàn đi vào, nha hoàn áo đỏ tay cầm khăn lông nóng, nha hoàn áo xanh bưng trà quả điểm tâm. Yến Tam Hợp dùng khăn lông lau ngón tay, hỏi. Hôm nay hát vở gì? Lão Tiểu Nhị cười nói. Hát khúc Tây Sương Ký, diễn viên giỏi, kịch bản cũng hay. Cái quái gì thế? Yến Tam Hợp liếc Lý Bất Ngôn một cái, ngươi từng nghe chưa? Lý Bất Ngôn bĩu môi, bản đại hiệp chắc rảnh. Yến Tam Hợp đặt khăn xuống cạnh bàn. Khi nào thì bắt đầu vở kịch? Lão Tiểu Nhị vươn một ngón tay khô vàng. Cô nương xem đi. Trống vừa gõ chiêm nhỏ vừa gõ, màn che chậm rãi kéo ra, cảnh quay chính thức bắt đầu. Trong tiếng nhạc, một người có dáng dấp thư sinh, mặc trường sam màu trắng, đầu đội mũ nhỏ, anh khí bừng bừng đi lên sân khấu kịch. Đi lên cùng thư sinh là một tăng nhân nhỏ mặt trắng. Yến Tam Hợp nào có tâm tư nghe diễn, tâm tư của nàng đều ở trên người lục thời rồi. Chỉ thấy người này một tay đặt ở trên bàn, một tay đặt ở trên đùi, bàn tay trên đùi kia đánh nhịp theo tiếng trống. Lục Đại bên cạnh đợi trà lạnh rồi đưa vào tay Lục Thời. Lục Thời nhận lấy, đưa đến bên miệng. Lúc này thư sinh trên đài không biết hát câu gì, khiến Lục Thời lại đặt chén trà xuống. Yến Tam hợp nhìn dáng vẻ kia của hắn, bỗng nhiên lại thấy hứng thú với người này người trên sân khấu. Thư sinh kia là ai? Tăng nhân kia là ai? Lão Tiểu Nhị đang muốn nói chuyện, Yến Tam hợp nhìn thấy nha hoàn áo đỏ đang nhìn Lý Bất Ngôn. Lý Bất Ngôn ném ra một lượng bạc vụn ngươi đi đi, nha hoàn mặc ảo đỏ ở lại. Lão tiểu nhị cầm bạc, không người rời đi với nha hoàn áo lục. Ngươi lại đây. Lý bất ngôn vẫy tay với nha hoàn áo đỏ, lại móc ra một lượng bạc vụn. Tiểu thư nhà ta hỏi cái gì, thì ngươi trả lời cái đó. Bạc mà ai chẳng thích. Nhà hoàn áo đỏ vui vẻ dạo dực cầm lấy bạc, đứng ở bên cạnh yến tam hợp. Cô nương, thư sinh nghèo kia tên là Trương Sinh, tên cũng tự quân đoan, vào kinh ứng thí, ở nhờ chùa phổ cứu, tăng nhân mặt trắng kia là hòa thượng trong chùa. Trong lúc nói chuyện, trên sân khấu lại có một nữ tử áo đỏ bước ra, trong tay còn cầm cây quạt, chào hỏi với người phía sau. Tiểu thư, tiểu thư, chấm. Yến Tam Hợp còn chưa mở miệng, nha hoàn đã cười nói. Người này là bà Mai, tiểu thư nàng tên là Thôi Oanh Oanh, là con gái một của Thôi Tướng Quốc. Thư sinh nghèo, con gái một của Tướng Quốc. Yến Tam Hợp lại nhìn về phía lục thời. Chẳng biết từ lúc nào, trong tay Lục Thời xuất hiện một chiếc quạt xếp, chậm rãi lắc lư. Một đêm mưa gió, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống 4-5 độ, lúc này phe phẩy quạt. Chẳng lẽ quan bào trên người hắn rất dày. Yến Tam hợp thu ánh mắt lại, ngón tay khẽ điểm nhẹ ba cái lên bàn, Lý Bất Ngôn rũi lưng đứng lên. "Tiểu thư, ta đi vệ sinh một chút, lát nữa sẽ trở lại." "Cô nương, đi vệ sinh ở." Lý Bất Ngôn vỗ vỗ vai nha hoàn. "Đừng nói nữa." ta tự hỏi thăm là được, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng xem kịch của tiểu thư nhà ta. Lúc này, trên sân khấu bỗng nhiên yên tĩnh lại. Thư sinh Tuấn Lãng và đại tiểu thư xinh đẹp bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt không rời, gương mặt đỏ ửng. Bên tai là tiếng gió gào thét, bên cạnh là tiểu hòa thượng và bà Mai, mà lúc hai người nhìn nhau, tựa như chẳng còn thế giới bên ngoài nữa. Vừa gặp đã yêu, Yến Tam hợp thấp giọng hỏi. Thôi oanh oanh sao lại ở chùa phổ cứu vậy? Nhà hoàn áo đỏ. Hồi bẩm cô nương, thôi tướng quốc mắc bệnh qua đời, tướng quốc phu nhân mang theo linh cứu con gái về quê chôn cất, vừa lúc đi ngang qua chùa phổ cứu, cũng tá túc ở đây. Sau đó giữa hai người này lại xảy ra chuyện gì? Tương Bồ Châu có tôn phi hổ khởi binh làm loạn, loạn quân bao vây chùa phổ cứu, muốn cướp oanh oanh làm áp trại phu nhân. Sau đó thì sao? Lão phu nhân trong lúc nguy cấp đã hứa hẹn, ai có thể phá giặc giải vây, thì sẽ gả oanh oanh làm thê tử. Trương sinh phá tặc giải vây sao? Đúng, trương sinh mời bạch mã tướng quân chấn thủ đồng quan đến cứu giúp, đỗ xác vội tới, bình định loạn binh, giải vậy chùa phổ cứu. Xem ra trương sinh này cũng bản lĩnh đó, nhưng lão phu nhân lại chê trương sinh là một thư sinh nghèo, không giữ lại, chỉ cho phép trương sinh vào anh oanh làm huynh muội đúng là lật lọng. Lão phu nhân không phải lật lọng, mà là có tầm nhìn xa. Yến Tam hợp khẽ lắc đầu. Môn không đăng hộ không đối, ngày sau sẽ có rất nhiều chuyện phiền lòng. Nha hoàn. Phía sau phát triển như thế nào? Trương sinh lại tương tư, cầu bà mai âm thầm đưa thư tình giúp, cô nương lát nữa có thể nghe kỹ đoạn này. Nha hoàn cười rộ lên. Đoạn này rất thú vị. mươi 366, giả. Dạ. Thú vị cái gì chứ? Trương sinh này vừa kiêu ngạo, lại lỗ máng. Hả? Yến Tam hợp khẽ nhướng mày. Một khi chuyện này bại lộ, sẽ phá hỏng thanh danh tốt của thôi oanh oanh. Nhà hoàn áo đỏ giống như bị điểm huyệt. Kỳ quái, gánh hát của bọn họ hát vừa này trong các thế gia, các thiên kim đại tiểu thư nghe đến đó, chỉ thấy tràn ngập chờ mong. Tại sao đến nàng lại thành ra lo lắng cho thanh danh của thôi oanh oanh chứ? Trên sân khấu, thư sinh múa quạt hát. Đã từng nhìn thấy bao người son phấn dung tục, mỹ nhân thế này có thể gặp mấy lần, ta hoa cả mắt khó nói nên lời, linh hồn đều bay giữa trời. Thật không biết xấu hổ. Yến Tam hợp thầm cười gần. Bà Mai đưa thư rồi. Đưa rồi. Thôi oanh oanh gật đầu đồng ý rồi. Nhà hoàn gật đầu, lại lắc đầu. Ban đầu nàng quát lớn với bà Mai, dối rắm mấy bận rồi cũng đồng ý. Đồng ý xong thì tiếp theo sẽ hẹn hò nhỉ. Yến Tam Hợp chẳng biết tại sao, trong đầu bỗng nhiên hiện ra đoạn đường che đá dài trong nhà nghiêm như hiền. Lá trúc xào sạc, gió mát phất phơ, một vầng trăng sáng treo trên bầu trời, đó là lúc hẹn hò tốt nhất của một đôi nam nữ tướng quốc phu nhân phát hiện ra không? Nàng hỏi. Phát hiện rồi, sau đó thì sao? Sau đó gọi bà Mai tới khảo vấn. Nha hoàn. Bà Mai kia không sợ gì, trách cứ lão phu nhân lật lọng, vong ân phụ nghĩa, còn khuyên lão phu nhân nếu để chuyện này lộ ra ngoài, thì sẽ bất lời với thanh danh thôi ra, còn không bằng thành tựu chuyện tốt này đi. Yến Tam hợp nhíu chặt mày. Lão phu nhân chịu sao? Nha hoàn. Lão phu nhân vừa đồng ý, vừa lấy lý do thôi ra ba đời không tuyển tú sĩ áo trắng, ép trương sinh vào kinh ứng thí. Nội dung phía dưới yến tam hợp đoán cũng có thể đoán ra, trương sinh chúng hoàng bảng, trở về cầu thân, vì thế người có tình cuối cùng thành quyến thuộc. Hay cho một câu chuyện tục tiểu? Không đúng, yến tam hợp bỗng nhiên sừng sốt. Trong câu chuyện của lục thời và đường chi vị, một người cũng là thư sinh nghèo, một người cũng là tiểu thư thế gia tiểu thư thế gia cũng là tuổi còn trẻ đã mất đi một vị trí thân. Bên cạnh tiểu thư cũng có một nha hoàn vô cùng thông minh tài giỏi, lâm bích. Thư sinh nghèo cuối cùng chúng thám hoa. Sự trùng hợp như thủy triều vọt tới, Yến Tam Hợp nhìn sườn mặt lục thời, thật lâu, mới nhẹ giọng nói. Ngươi đi ra ngoài đi, tiếp theo ta muốn yên lặng nghe kịch. Vâng. Trên sân khấu, thôi oanh oanh quay đầu lại cười với Trương Sinh, khiến cho Trương Sinh mất đi một nửa hồn, thở dài cửa che hoa lệ ở trong viện sâu, tường trắng cao như trời xanh, chỉ hận ông trời đè trái tim loạn nhịp của ta. Nói chớ lợi kịch này viết tốt thật, chỉ giam ba câu đã nói ra hết tâm tư vừa chớm của nam tử. Tất cả tâm trạng sao động của Yến Tam hợp thoáng chốc đã tản đi, nàng nâng má, dần dần trầm xuống. Cũng không biết qua bao lâu, câu hát cuối cùng rơi xuống, cô theo bản năng nhìn sang bên trái. Trong phòng bao nào còn có lục thời, trên bốn bàn vuông chỉ còn lại một chén trà đã sớm lạnh ngắt. Người đâu rồi, đi từ lâu rồi. Lý bất ngôn lấy tay quơ vài cái trước mặt Yến Tam Hợp. Cuối cùng ngươi cũng hoàn hồn, ta gọi ngươi mấy lần mà ngươi chẳng nghe thấy. Vở kịch này y y a a gì nghe mệt quá. Yến Tam Hợp ngồi dậy, đáy mắt nhộn nhào. Bất ngôn, ta đã biết vì sao đường chi vị, đường kiến khê đều thích xem kịch rồi. Tại sao? Bởi vì trong kịch có cuộc đời. Cuộc đời gì? vài câu nói không rõ ràng được yến tam hợp thấp giọng nói ngươi nghe ngóng được gì rồi hỏi đến cái này lý bất ngôn có một bụng lời muốn nói rồi lại không biết nên nói từ câu nào dứt khoát hỏi ta hỏi ngươi hôm nay mùng mấy yến tam hợp bấm ngón tay tính toán mùng một tháng tám lý bất ngôn mùng một tháng nào lục thời cũng tới đây nghe kịch mùng một mỗi tháng yến tam hợp ngạc nhiên đây là ngày đặc biệt gì thế lý bất ngôn thầm nghĩ nàng nào biết. Hơn nữa dạp hát đều mở cửa đón khách vào buổi tối, nhưng lục thời chỉ đến vào ban ngày, nghe nói hắn đã cho viên chủ một khoản tiền. Cho nên, sân khấu kịch mỗi tháng mùng một đều chỉ hát cho lục thời nghe. Đúng vậy. Khó trách nàng và Lý bất ngôn ở tiểu quán trà phường nhiều ngày như vậy, cũng không biết chuyện lục thời thích nghe kịch. Yến Tam Hợp thầm nghĩ, chuyện này kỳ lạ quá. Tam Hợp, còn có điều kỳ lạ hơn cơ. Lý bất ngôn đưa ngón tay chỉ lên sân khấu. Lục thời, chỉ nghe Tây Sương Ký. Cái gì? Sự ngạc nhiên của Yến Tam Hợp đã không thể dùng từ ngữ để hình dung. Ngày cố định, tiết mục cố định, mỗi tháng một lần. Đây là sở thích gì? Bất ngôn, có hỏi thăm được hắn bắt đầu từ khi nào thì đến nghe không? Đã bao nhiêu năm rồi? Nghe ngóng được, bắt đầu từ 18 năm trước, mưa gió không ngừng, hơn nữa đều chỉ ngồi ở phòng bao bên tay trái chúng ta. 18 năm trước, không ngờ là 18 năm trước. Yến Tam Hợp đứng lên, đá văng cái ghế sau lưng, vào tới cửa phòng bao của lục thời, đứng lại. Phía trên cửa phòng bao chạm trổ hoa văn, treo một bảng hiệu nho nhỏ, mặt trên dùng hành thư viết một chữ cúc. Yến Tam Hợp lại quay về cửa phòng bao của mình, ngẩng đầu, trên bảng hiệu rõ ràng viết một chữ chúc. Ta xem thử rồi ẩm lầu hai tổng cộng có 8 phòng, đặt tên theo thứ tự là Xuân, Hạ, Thu, Đông, Mai, Lan, Trúc, Cúc, Yến Tam Hợp đột nhiên cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Tuế Hàn Tam Hữu là chỉ Tùng, Chúc Mai. Lục Thời là Tùng, trừ Ngôn Đình là Trúc, Đường Kiến Khê là Mai. Lục, trừ Đường và Đường Chi Vị đều là sư huynh muội đồng môn, ba người kia đều có biệt danh, vậy Đường Chi Vị phải chăng cũng có. Có thể nào là Cúc không? Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, bất ngôn. Ngữ khi Yến Tam Hợp cực kỳ chắc chắn. 18 năm trước, đúng lúc đường chi vị chuộc thân khỏi giáo phường ti, cạo mái tóc đen, đến am thủy nguyện làm ni cô. Trái tim lý bất ngôn này lên. Phải rồi, lục thời sớm không nghe kịch, muộn không nghe kịch, lại vào lúc này đến sướng xuân viên, bao một gánh hát, chỉ gọi mỗi khúc. Tây xương ký. Để nghe. Tại sao? Lý bất ngôn quả thực giống như hóa đá, hoàn toàn kinh hãi đến choáng váng. Yến tam hợp. Đi, chúng ta vào xem thử lý bất ngôn sững sờ nói vừa nãy ta đã xem rồi không có chỗ nào đặc biệt yến tam hợp đi vào ngồi xuống chỗ lục thời vừa ngồi cúi đầu là một chung trà đã uống cạn ngẩng đầu là sân khấu trống rỗng yến tam hợp mờ mịt ngồi đó có cảm giác không rõ ràng như đang dựa vào núi ngắm biển trai phòng đơn giản của am thủy nguyệt từng chiếc đèn lồng của giáo phường Ti. rừng trúc hai bên con đường mòn lát đá xanh Tuệ như vừa ghen tị vừa hâm mộ tĩnh trần. Quế hoa sớm chiều làm bạn với thệ thủy. trừ ngôn đình che chở đường chi vị như muội muội đường kiến khê. Từng cảnh, từng cảnh như bức tranh hiện lên trong đầu yến tam hợp, nàng bỗng nhiên có một cảm giác hoang đường, dường như hết thảy đều là giả, đều không chân thật. Vậy nó thực sự là gì đây? mươi 367, sau màn. Bất ngôn. Yến tam hợp bỗng cong khóe môi, lạnh lẽo cười gần rất nhiều thứ có thể đều không như chúng ta nghĩ vậy là như thế nào nơi này không phải chỗ nói chuyện chúng ta rời đi trước được hai người đi xuống lầu lão tiểu nhị đã chờ ở đầu cầu thang cô nương muốn đi yến tam hợp dừng lại trước mặt hắn sao hôm nay lục đại nhân chỉ nghe được một nửa vở kịch đã vội vã rời đi thế chuyện này sao tiểu nhân biết được thường ngày cũng như vậy sao lão tiểu nhị cười làm lành nói cô nương có điều không biết ta lớn tuổi, mắt cũng mù, tai cũng điếc, trí nhớ cũng không tốt. Yến Tam hợp hiếm khi chua ngoa nói. Người vừa điếc vừa mù, nên nằm trong quan tài chờ chết. Ai nói không phải chứ? Lão tiểu nhị vẫn cười híp mắt, không hề tức giận. Yến Tam hợp vung tay áo, nghênh ngang rời đi. Đi ra gian ngoài, Lý bất ngôn ôm lấy vai Yến Tam hợp. Sướng xuân viên này có phải cũng kỳ lạ không? Ta không biết. Yến Tam Hợp rất thành thật trả lời trước mắt có rất nhiều điểm kỳ quặc, nếu muốn ghép những sự kỳ lạ đó thành một chân tướng thì vẫn còn thiếu vài thứ. Nghĩ cách hỏi thăm một chút tiền thân của sướng vân viên, tên của viên chủ. Được. Vừa dứt lời, thì có tiếng vó ngựa rồn dập từ xa đến gần. Lý bất ngôn nhướng mắt nhìn. Tam hợp, là Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ xoay người nhảy xuống ngựa. Yến cô nương, Yến cô nương, sao ngươi lại chạy tới đây, ta tìm ngươi mãi. Chuyện gì? Hoàng Kỳ ném dây cương, đi tới bên tai Yến Tam Hợp thì thầm. Lệ Phi nương nương một canh giờ trước đã tự sát trong cung. Lệ Phi, ai đấy, là nữ nhi của tiền lễ bộ thượng thư Lý Hưng, Lý Hưng cấu kết với nghiêm như hiền, gian lận trong khoa thi mùa xuân. Yến Tam Hợp thầm chấn động. Ra người bảo tới đưa tin sao? Con cần hỏi sao? Hoàng Kỳ vội vàng gật đầu. Người đâu rồi? Hoàng Kỳ lúc này mới dùng ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đi phường khai quý đánh bạc rồi. Yến Tam hợp lại chấn động. Đánh bạc. Cũng không đợi được trời tối. Vậy là xảy ra chuyện gì rồi? Phường khai quỹ. Tiểu bùi ra nhảy khỏi ngựa, hét to. Tạ ngũ thập, đồ khốn kiếp, ban ngày ban mặt đá vào sòng bạc, sớm muộn gì Tả ra cũng bị ngươi phá sạch thôi. Tên phá ra chi tử ra khỏi sòng bạc. Bớt nói nhảm đi, màu đánh với tam ra mấy ván, đánh xong ta còn có việc nữa. Ngươi ấy ngón tay tiểu bùi ra suýt nữa chọc vào mặt tả chi phi. Cơn nghiện cờ bạc thật nương nó lớn. Hai người mắng trời đỉnh đặc vào phường khai quỹ, đi thẳng đến sưởng thuyền ở bến tàu hậu viện. Trong khoang thuyền, triệu diệp thời im lặng ngồi đó, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu, khẽ nhíu mày. Trực giác tạ chi phi và bùi tiếu cảm thấy không ổn. Triệu diệp thời rất ít khi hỉ nộ, cũng sẽ không động một chút là nhíu mày, ban ngày ban mặt gọi bọn họ tới, lại càng không thấy nhiều tả chi phi bước tới ngồi xuống đã xảy ra chuyện gì thế bùi tiếu đi theo nếu như là chuyện của lệ phi thì không đến mức đó đó triệu diệt thời liếc thẩm trùng vừa thẩm trùng tiến lên một bước tam gia tiểu bùi gia chuyện thư sinh gây sự tối qua đã điều tra ra người đứng sau màn sai khiến tả chi phi ai bùi tiếu có phải hán vương không là lão ngựa sử sao lại là hắn tả chi phi và bùi tiếu kinh hãi khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung trong nháy mắt vô số ý niệm ở trong đầu hai người tuôn ra cuối cùng tất cả ý niệm đều hóa thành một câu nói sao hắn lại làm thế tại sao hắn phải làm như vậy triệu diệp thời lạnh lùng nói mục đích là gì là thái tử sao tạ chi phi cắn môi dưới hoài nhân lão ngựa sử chưa bao giờ đứng về phía ai sao có thể thư sinh mặt vuông kia chính miệng nói là lão ngựa sử sai hắn làm như vậy ánh mắt triệu diệp thời nặng nề. Ta nằm mơ cũng không ngờ, tay hán vương đã vươn tới chỗ lục thời. Chuyện này, nghiêm như hiền nhìn cha ta lớn lên, bên cạnh ta lại có một nghiêm hỉ. Triệu diệp thời nghĩ tới đây, không khỏi dùng mình một cái. Quanh đi quẩn lại, vẫn là nhắm vào cha con chúng ta, đúng là một đám tâm cơ sâu hóm. Bùi tiếu nhìn tả chi phi, thật sự là nhắm về phía thái tử sao. Tả chi phi nhớ mày, nương nó ta nào biết bùi tiếu lúc này mới hỏi bệ hà đã biết chưa triệu diệp thời tạm thời vẫn chưa bùi tiếu thái tử điện hà thì sao triệu diệp thời lắc đầu tạ chi phi nghe thế thì hơi buồn bực hoàng đế không biết thái tử không biết thế nhưng lại chỉ nói cho hắn và minh đình hoài nhân thật sự coi bọn họ là huynh đệ tốt như vậy chuyện của lục thời có nên nói với hắn hay không nói đi đã đến mức này không cần để ý nhiều như vậy nữa Tạ Chi Phi đang định mở miệng, Mai Nương đột nhiên đi tới. Tiểu Bùi ra, Tăng Lục đi tìm tới, ngài mau ra ngoài xem thử đi. Không cần xem. Tiểu Bùi ra đã sớm đoán được là chuyện gì. Hơn phân nửa là muốn dẫn Tăng Nhân đến điện lệ phi niệm kinh thôi. Lệ phi là tự sát, hồn phách có oán khí, nếu như không niệm kinh siêu độ, oán khí sẽ càng tích càng nhiều. Ngươi đi làm việc trước đi. Triệu Diệp thời, ta và ngũ thập ngồi một chút rồi về tam gia không có thời gian ngồi. Mai Nương nhìn Thái Tôn. Người của binh Mã Ti Tì cũng tìm tới, nói không biết có ai lột quần của nghiêm như hiểm, dân chúng bên cửa thành lại tụ tập. Tên khốn kiếp nào làm chuyện tốt đó? Tạ Chi Phi tức giận muốn hộp máu. Hoài Nhân, tối nay ta và Minh Đình đến biệt viện tìm ngươi. Đi thôi. Tạ Chi Phi bước đi, suy nghĩ một chút rồi xoay người nói. Hoài Nhân, lão ngựa sử sống cô độc, hơn phân nửa là muốn lưu danh sử sách, hán vương phải hứa hẹn cái gì thì mới có thể khiến hắn phản bội. Triệu diệt thời ngần ra, khi hoàn hồn lại, trong khoang thuyền đã trống rỗng. Thẩm trùng đi lên trước. Điện hạ, chuyện thư sinh gây chuyện, chúng ta có cần. Không cần, có vẻ như chúng ta vươn tay quá dài, không bao lâu nữa chuyện sẽ truyền đến tai bệ hạ. Vâng, thẩm trùng. Triệu diệt thời ngần đầu. Lời tam gia vừa nói, người thấy có lý hay không? Thẩm trùng quan sát chủ tử tiểu nhân cảm thấy tam gia nói khá có lý. Triệu diệt thời đứng dậy đi tới bên cửa sổ, đứng quay lưng. Hôm qua vừa có một trận mưa to, nước sông tuy rằng dâng lên một chút, cũng vẫn đục không trong suốt. Giống như thời cuộc mấy ngày gần đây, đến một người từ nhỏ lớn lên ở trong hoàng cung cũng không thể nhìn rõ được. Nếu lục thời không nhắm về phía chúng ta, thì sẽ nhắm về ai đây? Lời này mặc dù chỉ là lầm bẩm trong miệng, nhưng thầm trùng lại nghe được rõ ràng, không khỏi cảm thấy hơi buồn bực. Đúng lúc này, một thị vệ vội vàng đi tới, ghé vào bên tai Thẩm Trùng nói nhỏ vài câu. Thẩm Trùng nghe xong thì biến sắc, vội tới phía sau Triệu Diệp Thời. "Điện hạ, trong cung vừa mới truyền tin ra, bệ hạ bị bệnh." Triệu Diệp Thời quay đầu lại. "Đang yên đang lành sao lại bị bệnh?" Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 368, phụ tử. Lúc Triệu Diệp Thời sắp đến cung Càn Thanh, thấy tiểu nội thị Trương Bình đang núp trong góc thò đầu ra. Trương Bình năm nay vừa tròn 16, bởi vì thông minh lanh lợi, lại biết được mấy chữ, nên được tuyển đến bên Hoàng đế để hầu hạ. Còn người một khi thông minh, thì tránh không được bị ghen tị, có người cố ý đào hố cho Trương Bình rớt, may mà có câu nói của Triệu Diệp Thời, bảo vệ cái đầu trên cổ hắn. Trương Bình vội vàng tiến lên, chưa kịp hành lễ đã ghé vào tai Triệu Diệp Thời sau giờ ngõ lúc dọn dẹp chỗ ở của nghiêm công công, tìm ra ba bản tấu chương năm năm trước trong góc giường ám các. Triệu Diệp thời đột nhiên biến sắc. Nghiêm như hiền từng là đại thái giám của tư lễ giám, tất cả tấu chương đều phải thông qua hắn sàng lọc mới có thể trình lên trước long án của hoàng đế. Ai trình tấu chương lên, trên đó viết cái gì, tiểu nhân không nghe ngóng được những thứ này, tiểu nhân chỉ biết là khi bệ hạ nhìn thấy, lập tức triệu kiến lệ phi nương nương. Nghe nói Lệ phi nương nương lúc rời đi, trên mặt còn mang hai hàng lệ, trở về đã. Thế mà lại là như thế. Triệu Diệp Thời hơi nhắm mắt lại. Trương Bình vội lớn tiếng nói, "Điện hạ, thái y nói là tức giận công tâm, hơn nữa hôm qua có một trận mưa to gió lạnh, cũng không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng vài ngày là tốt rồi." Triệu Diệp Thời vung tay áo, bước nhanh lên. Đến Noãn Các, ngoại trừ mấy vị thái y, thì còn có đại thái giám viên phi của Tư Lễ giám mặt viên phi không đẹp lắm, hơi xám trắng. Trước long sàng, vương quý phi đang hầu hạ hoàng đế dùng thuốc. Mấy năm trước hoàng hậu bị bệnh qua đời, hoàng đế không có tái phong hậu, hết thảy sự vụ hậu cung đều giao cho vương quý phi xử lý. Bệ hạ, thái tôn điện hạ đến thăm ngài, thái tử đâu? Triệu diệt thời tiến lên một bước. Bẩm bệ hạ, phụ thân đi đứng không tiện, đang trên đường tới đây. Hoàng đế đẩy tay vương quý phi ra. Thái tôn ở lại, những người còn lại ra ngoài. Vâng. Mọi người rời khỏi noãn các, triệu diệt thời cầm lấy chén thuốc, đầu tiên tự mình uống một ngụm thử rồi mới đưa thìa đến bên miệng hoàng đế. Hoàng đế khoát tay, cầm nhích về phía chiếc bàn nhỏ. Ngươi xem đi. Trên bàn nhỏ có ba phong tấu chương nằm lặng lặng ở đó. Triệu diệp thời đặt chén thuốc xuống, cầm lấy một phong trong đó, mới xem vài chữ đã nổi giận. Tấu chương này do cựu chi phủ thiệu hưng đinh hán viết, tấu trương buộc tội chi phủ ninh ba phủ lý thận chi châu ôn châu phủ lý hoài động tay động chân trên tiền thuế bảy phần nộp lên quốc khố ba phần bỏ túi kiếm lời lý thận và lý hoài chính là hai đứa con trai của lý hưng ba phần tiền thuế vĩnh hòa đế đập ván giường rầm rầm bọn họ cùng lớn gan lắm triệu diệp thời vội vàng tính toán sổ sách giang chiết từ xưa đến nay là nơi giàu có và đông đúc cho dù hai phủ một năm nộp 50 vạn lượng thuế thì ba phân cũng là 15 vạn lượng. Hai huynh đệ Lý Thận, Lý Hoài không dám độc chiếm 15 vạn lượng, chắc chắn sẽ phải hiếu kính lên từng tầng, người đứng đầu hẳn là nghiêm như hiền cầm. Không có ô lớn của nghiêm như hiền che chở, thì lá gan của người Lý ra tuyệt đối sẽ không lớn đến mức đâm thủng trời như thế. phòng thứ hai, phòng thứ ba đều là buộc tội hai huynh đệ Lý ra. Bệ hạ, giết đi. Triệu Diệp thời nghiến răng nghiến lợi nói. Không giết, Giang Sơn Triệu gia ta chắc chắn sẽ bị hủy trong tay những người này. Vĩnh Hòa Đế liếc mắt nhìn Thái Tôn, cực kỳ hài lòng gật đầu một cái. Làm Hoàng Đế giống như hành quân đánh trận, nên tấn công thì tấn công, nên rút lui thì rút lui, nên giết thì giết, không được dây dưa dài dòng một phút nào. Vậy làm phiền Thái Tôn rút kiếm giúp chấm với quan trường Chiết Giang. Tôn Nhi, lĩnh chỉ, người bên cạnh chấm. Vĩnh Hòa Đế nghiêm túc, nắm chặt tay. Để chấm tự mình ra tay. Vừa dứt lời, chỉ nghe bên ngoài hô. Thái tử Điện Hạ đến. Lời của Vĩnh Hòa Đế bị cắt đứt, trên mặt có hơi không kiên nhẫn. Phụ thân ngươi, chuyện gì cũng chậm hơn người khác một nhịp. Triệu Diệp thời không biết nói tiếp như thế nào, chỉ có thể im lặng. Ngươi lui ra đi, bệ hạ bảo trọng long thể, tôn nhi cáo lui. Triệu Diệp thời hành lễ xong, không người rời khỏi noãn các mới vừa đi tới ngoài ngưỡng cửa, thì nhìn thấy thái tử được hai gã nội thị đỡ xuống xe, hắn vội vàng đi tới đưa tay ra. Phụ thân cẩn thận một chút. Triệu ngạn lạc đứng vững, thờ hồn hền. Chân càng thái tôn thật nhanh nhẹn. Triệu diệp thời ngần ra. Triệu ngạn lạc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Hôm qua mưa to, Thái Tôn đứng ở trong cửa, mãi không thấy đi ra, hôm nay long thể bệ hạ không tốt, Thái Tôn lại đến đầu tiên, đúng là hiếu thuận. Phụ thân, con không ai hiểu con bằng cha, Thái Tôn không cần nhiều lời. Triệu ngạn lạc cười cười, được nội thị đỡ rời đi. Triệu diệp thời chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo lan từ lòng bàn chân lên, đến cả máu cũng bị đông cứng. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn thân thể mập mạp kia gian nan vượt qua ngưỡng cửa, sự tủi thân chợt sộc lên. Phụ thân, người biết con muốn nói gì không? Thật ra con muốn nói cho người biết, chuyện thư sinh gây sự là lục thời ở phía sau trợ giúp, nếu bệ hạ hỏi, thì người phải cẩn thận ứng đối. Còn thực ra còn muốn nói cho người biết, chân còn nhanh là sợ bị người khác đoạt trước, rất nhiều chuyện chỉ có đoạt lấy nhanh thì chuyện tốt mới rơi lên đầu chúng ta được. Còn muốn nói cho người biết, phụ tử chúng ta cùng vinh cùng tồn. Đáng tiếc, người chưa bao giờ chịu hạ quyết tâm nghe lời trong lòng nhi tử một lần. Thái tử đến rồi, bệ hạ, thần đến chậm. Triệu ngạn lạc đi tới trước giường, vừa hành lễ, vừa nói. Mong bệ hạ thứ lỗi vĩnh hòa đế chỉ vào cái ghế trước giường ngồi đi triệu ngạn lạc hơi nơm nớp lo sợ ngồi xuống thái y nói như thế nào dùng mấy vị thuốc chẳng qua chỉ là hơi đau đầu nhức óc thôi vĩnh hòa đế không muốn nhiều lời miệng ta đắng thái tử giúp chấm lột cam đi vâng triệu ngạn lạc đi đứng không tiện nhưng ngón tay lại khá linh hoạt lột vỏ rất nhanh vĩnh hòa đế nhận lấy nếm thử hỏi chuyện thư sinh gây sự hôm qua thái tử xử lý rất tốt Triệu ngạn lạc vội nói, đều là việc thần nên làm. Vĩnh hòa đế nhìn hắn. Thái tử có điều tra xem chút những thư sinh này vì sao gây sư không? Triệu ngạn lạc đáp thật cẩn thận. Điều tra ra bọn họ muốn triều đình nghiêm trị nghiêm như hiền, bây giờ nghiêm như hiền đã chết, bọn họ cũng nên biết bệ hạ là một đời minh quân. Còn điều tra được gì nữa? Triệu ngạn lạc ngây người một lát. Trước mắt cũng chỉ điều tra được những thứ này. Vĩnh hòa đế đặt quả cam sang bên, dùng khăn lau tay nhưng chấm còn điều tra được, chuyện thư sinh gây sự, có một phần sức lực của lão ngự sử. Điều này sao có thể? Triệu ngạn lạc kinh ngạc thốt lên. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới ý thức được không đúng, vội vàng sửa lại. Lục đại nhân cả đời chính trực, thần cảm thấy không có khả năng sẽ xen vào chuyện này. Vậy ý của thách tử là chấm nghi oan cho hắn. Triệu ngạn lạc vừa nghe lời này, sợ tới mức vội vàng chống ghế đứng lên, sau đó quỳ dạp xuống đất. Thế nhưng hắn lại quá mập, trên tay lại không có quải trưởng, đã cổ dùng hết sức bình sinh, mặt cũng đỏ bừng nhưng chẳng thấy nhúc nhích được. Lòng triệu ngạn lạc nóng như lửa đốt, chỉ có thể nhào về phía trước, lăn trên mặt đất như một quả bóng. Vĩnh hòa đế từ nhỏ đã theo tiên đế hành quân đánh giặc, cơ hồ hơn nửa đời người đều cưỡi trên lưng ngựa chinh chiến xa trường. Trên chiến trường, chỉ có binh lính cường tráng, thông minh nhất mới có thể mở ra một con đường máu dưới kiếm của kẻ địch hắn vừa thấy thái tử xấu xí này, chỉ hận không thể lấy roi mà quất cho hắn một cái. Ngươi nhìn xem cái bộ dạng của mình kìa. Trường 371, tội lỗi. Sáng sớm hai ngày sau, lục thời mặc một bộ phi bào, đi vào đại điện trong sự kinh hãi của mọi người. Lục Yến Tam Hợp nhận được tin tức này thì đã là buổi chiều. Nàng đang đi dạo trong khu vườn nhỏ. Hai ngày nay trôi qua mất hồn mất vía, cơm ăn không vô, trà uống không ngon, ngủ không yên, Lý Bất Ngôn nói cô giống như một cô nương thất tình, hồn đã bị nam nhân lục thời kia câu đi rồi. Tam hợp, tam hợp. Lý Bất Ngôn hô hấp dồn dập, khiến lòng yến tam hợp không ngừng trầm xuống, vội ra nguyên đón. Có phải lục thời xảy ra chuyện gì không? Hắn. Lý Bất Ngôn hô hấp dồn dập thế này, là vì nàng đã liều cái mạng già ra mà chạy. Tam hợp, hắn, hắn hôm nay mặc phi bào, buộc tội. Buộc tội hoàng đế. Điên rồi, thật sự điên rồi. Yến Tam hợp khiếp sợ lào đảo một cái. Buộc tội gì của hoàng đế? Buộc tội gì ư? Lý bất ngôn gãi gãi đầu, sốt ruột sẩm chân. Ai ra, Tam gia nói mấy chữ nho nhã quá, ta không nhớ nổi. Không vội, từ từ suy nghĩ. Yến Tam hợp nhắc nhở cô. Có phải có liên quan đến vụ án của nghiêm như hiền không? Đúng, đúng, đúng. Lý bất ngôn vội vàng gật đầu. Nói nghiêm như hiền dám phạm phải tội lớn tài trời như vậy, là vì sự dung túng của hoàng đế, là không biết nhìn người, nói hoàng đế không giao nghiêm như hiền cho tam ti thẩm vấn, là gây loạn pháp luật. Lý bất ngôn tất cả đều nhớ ra. Nói hoàn đảng nhúng tay triều chính, là hoàng đế xem thường gia pháp tổ tông. Còn nói, hoàng đế phải nhận tội kỳ chiếu, chiêu cáo thiên hạ. Tam hợp, tội kỳ chiếu là gì? Yến tam hợp bị hỏi đến mức đau đầu, trái tim đập nhanh không ngừng. Hoàng đế hạ chỉ mới có thể xưng chiếu, tội kỳ chiếu là một loại khẩu dụ hoặc văn thư mà hoàng đế tự xét lại hoặc kiểm điểm sai lầm của mình. Lý bất ngôn. Nói tiếng người thì là nhận sai. Đúng vậy. Yến tam hợp. Từ xưa đến nay, chỉ có ba tình huống hoàng đế mới có thể hạ tội kỳ chiếu. Ba loại nào? Một là quân thần sai vị trí, hai là tai nạn do thiên tai, ba là hoàng tộc hoàng quyền gặp nguy nan. Lý bất ngôn nghẹn họng nhìn chân chối. Nghe có vẻ rất nghiêm trọng, là vô cùng nghiêm trọng các hoàng đế từ xưa đến nay rất ít khi hạ tội kỳ chiếu, mức độ nghiêm trọng chỉ đứng sau hoàng đế băng hà và đánh giặc. Hơn nữa, Yến Tam Hợp thấy lạnh lẽo. Tội kỳ chiếu là hoàng đế tự nguyện viết, chưa có một thần tử nào dám ép hoàng đế viết. Nương ta ơi." Hai mắt Lý bất ngôn trợn tròn. Lục Thời rốt cuộc muốn làm gì? Muốn làm gì? Yến Tam Hợp cười gằn, muốn chọc thủng trời. Lúc này Lục Thời đang ở đâu? Ở trong cung, còn chưa ra. Tam gia đâu, tam gia tìm được ta, nói với ta tin tức, rồi vội cưỡi ngựa rời đi. Lý bất ngôn. Ta thấy dáng vẻ vội vã của hắn, còn đuổi theo hỏi một câu, hắn giống to với ta, bảo tên phá đám này mau truyền lời cho ngươi, đừng làm lỡ chuyện. Dưới ánh mặt trời mùa thu, Yến Tam hợp chợt phát mồ hôi lạnh. Con người tạ chi phi làm việc luôn luôn lười biếng, lửa không cháy đến mông hắn, thì tuyệt đối sẽ không nhảy dựng lên. Biểu hiện gấp gáp như vậy, chắc chắn là có chuyện. Bất ngôn. Nàng đỡ hai bên huyệt thái dương, cắn răng nói. Chuyện này không tốt lắm. Lý bất ngôn vừa nghe lời này, chợt luống cuống. Vậy, vậy, làm sao bây giờ? Tiểu thư, tiểu thư. Thang viên vội vàng chạy tới. Vị hàn công tử mấy ngày trước lại tới, đang ở trong viện chờ tiểu thư. Hàn hú. Yến tam hợp giật mình. Tới vừa lúc lắm, bất ngôn, chúng ta đi. Trong đình viện, bóng lưng hàn hú đứng dưới ánh mặt trời, nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Yến Tam hợp xài bước đi tới. Hàn bảo chủ, người tới sớm thế. Hàn hú xoay người nhìn cô, gật đầu một cái. Không lãng phí thời gian, vào thư phòng nói chuyện đi. Lời vừa nói ra, Yến Tam Hợp đã biết Hàn Hú chắc chắn là đã nghe ngóng được vài thứ. Bất ngôn, người đi pha ấm trà mới đến, thang viên, chuẩn bị cơm tối, Hàn bảo chủ, mời. Này, các ngươi chờ ta tới rồi nói sau. Lý bất ngôn nháy mắt với hàn hú. Người kia, thật khiến ta tò mò. Hàn hú gật đầu không nói. Trà nóng bưng lên, ánh mắt hàn hú đào qua khuôn mặt Yến Tam Hợp, không hề hàn huyên. Muốn nghe từ đâu? Yến Tam Hợp cũng sảng khoái. Từ lục gia, khi hắn còn bé. Lục gia là người huyện lục hợp phủ Kim Lăng, trong nhà đời đời sống bằng nghề nhặt đá. Đá vũ hoa tiếng tăm lừng lẫy phủ Kim Lăng là xuất thân từ nhà bọn họ hàn hú. Bước mặt nằm ở thế hệ ông nội lục thời, bốn đứa con trai tranh giành gia sản, tranh nhau túi bụi, sau đó phân nhà, gia nghiệp cũng suy tàn từ đó. Phụ thân lục thời là con trai độc nhất, người trong tộc thế đơn lực bạc, vì để sinh nhiều con trai, trong nhà cưới cho hắn một phòng chính thê, nạp hai phòng tiểu thiếp. Chờ đã, Yến Tam hợp lên tiếng cắt đứt. Nương ruột của lục thời ở trong hai tiểu thiếp kia không? Không, Hàn hú. Đến chết vẫn là nha hoàn tỷ nữ, chưa từng được đưa ra ngoài sáng. Lý bất ngôn giật mình. Nói như vậy, lục thời ở lục gia chỉ có thể tính là con riêng. Ngữ khí hàn hú không mặn không nhạt, Lý cô nương còn nói thiếu mấy chữ, là con riêng không rõ lai lịch. Không rõ lai lịch. Lý bất ngôn ngoáy ngoáy tai, tưởng tính lực của mình có vấn đề. Sao lại không rõ lai lịch chứ? Cô nương nghe ta nói tiếp, nói mau, nói mau. Đích mẫu của lục thời họ Giang, Giang Thị là người huyện Dương Tiện Giang Nam nương ruột của lục thời họ viên, viên thị chạy nạn tới huyện Dương Tiện. Gia chủ Giang ra thấy nàng còn nhỏ tuổi đã xinh đẹp, bèn bỏ hai lượng bạc ra mua lại. Hàn hú, danh tiếng viên thị ở bổn địa rất kém, nghe nói ở Giang gia thông đồng với nam nhân không rõ lai lịch, mấy tẩu tẩu Giang thị không chịu nạp bà, nên nhét cho Giang thị làm nha hoàn hồi môn. Lý bất ngôn chen vào. Thông đồng không rõ lai lịch là tin vỉa hè, hay là có chứng cứ xác thực. Ta chỉ phụ trách hỏi thăm, Lý cô nương tự phán đoán thật giả. Hàn húc bưng chung trà lên, nhấp một ngụm. Viên thị đến lục gia, thấy lục thiếu gia trắng trẻo thì nhớ thương, thừa dịp chủ mẫu giang thị không để ý, chủ động trèo lên giường lục thiếu gia. Nghe nói. Hắn nói tới đây, thì dừng lại một chút. Công phu trên giường của viên thị này rất giỏi, có thể hầu hạ nam nhân sung sướng, lục thiếu gia nhiều lần muốn nâng viên thị này thành thiếp, nhưng không nâng thành. Yến Tam hợp nhíu mày. Vì sao? Giang thị cảm thấy viên thị này không phải là người an phận, tiêu phụ mẫu quan sát thêm vài năm, chờ ngày sau sinh hạ một nam một nữ, thì nâng cũng không muộn. Hàn hú. Vừa quan sát thì đúng là nhìn ra chút chuyện. Con người viên thị kia đúng là người một ngày cũng không thể thiếu nam nhân, trong thời gian một năm ngắn ngủi, bà đã trèo lên giường của bốn phòng nam nhân trẻ tuổi ở lục gia. Yến Tam Hợp và Lý Bất Ngôn nhìn nhau. Viên thị này là thứ gì đầu thai thế? Hồ ly tinh sao? dựa vào việc hút dương khí của nam nhân để duy trì sinh mệnh. Không ai biết cha đẻ của Lục Thời là ai, cho dù là Viên thị cũng không rõ đứa bé là giống của ai. Chương 372, tà tính. Sao có thể như vậy chứ? Lý Bất Ngôn nghe xong cảm thán, thật không thể tưởng tượng nổi. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Yến Tam hợp cực kỳ tỉnh táo, người như Viên thị, vì sao Lục gia không dứt khoát đuổi người đi? Lý Bất Ngôn nghĩ đúng giữ trong nhà đợi Tết à? Hàn hú lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Chuyện xảy ra khác thường tất có ẩn khúc. Yến tam hợp. Hàn bảo chủ, ngươi nói tiếp đi. Lục thời ở trong lục thị tộc mặc dù đứng hàng thứ bảy, nhưng không ai thật sự coi hắn là thiếu gia, đều mắng hắn là con hoang. Lục thời nghe nói từ nhỏ đã không giống với những đứa trẻ khác. Yến tam hợp. Không giống chỗ nào. Hàn hú. Nói đứa nhỏ này trên người có tà tính, toàn thân đều là gai, giống như một con sói hoang. Yến Tam Hợp Ý là sao? Người nhà họ Lục tuy rằng tách ra, nhưng vẫn ở trong một căn nhà, Lục thời bởi vì là con hoang nên nghe nói từ nhỏ đã bị người khác ức hiếp. Những đứa nhỏ khác bị ăn hiếp thì sẽ khóc lóc về nhà tìm nương, hắn thì không như thế, hắn có hai loại phản ứng. Hai loại nào, hoặc là không rên một tiếng mặc cho người khác ức hiếp, người khác có đái tiểu trên đầu thì hắn vẫn sẽ nhịn được, hoặc là đánh người đó đến chết hàn hú. Nghe nói, tứ gia lục gia suýt nữa bị hắn đánh chết. Hoặc là nhẫn, hoặc là tàn nhẫn. Lý bất ngôn vỗ đùi. Tên nhóc này từ nhỏ đã là nhân vật ghê gớm rồi. Ngoại trừ ta tính, trên người lục thời còn có một chỗ khác người. Hàn hú. Đứa nhỏ khác ba tuổi còn còn giỏ nước mũi, mặc quần thùng đít chơi bùn khắp nơi. Nó ba tuổi đã bắt đầu đọc sách biết chữ, không có ai dạy nó, nó đã tự mình học. Ba tuổi thì bà đây thật tức chết, Lý bất ngôn nhỏ giọng nói thầm. Thần đồng thật khiến người ta tức chết. Hàn hú nhìn cô một cái. Hôm nay Lý cô nương nói nhiều quá phải không? Lý bất ngôn nhìn hắn một cái. Không có ta nói đùa, thì giọng nói êm đêm không sáng của Hàn bảo chủ dễ khiến cho người ta buồn ngủ. Hàn hú nghe xong cũng không giận, lại nói. Có sách đọc thì người này có thể không khóc không nháo, đến cơm cũng không cần ăn, không có sách đọc, hắn có thể gào thét ba ngày ba đêm với ngươi. Viên thị sợ đứa con trai này, nên trăm phương ngàn kế tìm sách từ bên ngoài về, lục thời lớn lên 13-14 tuổi, thì vào trường tư thục lục thị đọc sách. Yến Tam Hợp Một đứa con riêng lai lịch không rõ, theo lý không có tư cách vào tư thục. Nghe nói là nương hắn đến chỗ tộc trưởng náo loạn, nương hắn và tộc trưởng từng ngủ với nhau vài lần, trên người tộc trưởng có mấy nốt ruồi, nương hắn đều biết rõ. Hàn hú Tộc trưởng sợ chuyện này lộ ra, không thể không đồng ý, lý bất ngôn nói như vậy viên thị này cũng nhìn xa trông rộng đấy cũng không phải nghe nói nàng đưa nhi tử đến tư thục là nghe một vị thầy bói nói hàn hú thầy bói nói con trai bà tương lai là một đại nhân vật khó lường có thể để cho bà ta hưởng vinh hoa phú quý vô tận thầy bói nào mà nói chuẩn phết sao lý cô nương cũng muốn tìm người bói sao lý bất ngôn nhún vai không phải tính cho ta mà tính cho hàn bảo chủ khi nào mới có thể cưới thê sinh một tên nhóc mập mạp nối dõi tông đường. Đồng Từ Hàn Hú hơi co rút lại. Lý Bất Ngôn. Lý Bất Ngôn cười híp mắt, "Ta ở đây nè, hai người có muốn ra ngoài đánh một trận không?" Yến Tam Hợp trầm mặt, "Bất Ngôn, bây giờ nói lời này có thích hợp không? Ta không phải đang đau lòng cho hắn sao?" Lý Bất Ngôn nhìn sắc mặt Yến Tam Hợp, tự tìm bậc thang cho mình. "Quên đi, quả thật không thích hợp, ta vẫn là câm miệng đi." Hàn Hú nhìn cô kinh ngạc trong mắt hiện ra ý cười. Vừa vào trường tư thục, sự thông minh của lục thời lập tức lộ ra, đến cả thầy giáo cũng nói, đứa nhỏ này nếu như bồi dưỡng cho tốt thì tương lai chắc chắn là tiến sĩ. Nhưng lục ra làm sao có thể bồi dưỡng hắn, không giết chết hắn đã may lắm rồi. Yến Tam hợp ngón tay xoa một vòng quanh chung trà. Sau đó thì sao? Sau đó lục thời đã đi kinh thành, đi lúc mấy tuổi, nghe nói là 16, vậy hắn cũng chỉ học ở tư thục 2-3 năm hẳn là vậy, ai đưa hắn đi, không có ai đưa cả, hắn trộm tiền riêng của nương hắn, tự trốn đi, khiến nương hắn rất tức giận, nghe nói mắng trọn vẹn ba ngày ba đêm, suýt nữa mắng đến tắt thở. Lời này khiến Yến Tam Hợp và Lý Bất Ngôn nghe mà nổi da gà. Không thể không nói, lục thời này đúng là một người tàn nhẫn. Hàn hú. Lục thời vào kinh thành thì không về nữa, cho đến khi chuyện nương hắn ngoại tình. Yến Tam Hợp thầm khẽ động chuyện ngương hắn ngoài tình là thật sao? Là thật, với hậu sinh trẻ tuổi nhặt đá ở lục gia. Hậu sinh trẻ tuổi, không sai, hậu sinh mới 18. Hai người quen nhau một thời gian, còn nói muốn tìm cơ hội cướp một khoản bạc của lục gia, sau đó bỏ trốn. Hàn hú. Nhà họ lục vốn không có ý làm lớn chuyện, nhưng nghe nói bà ta muốn cướp của nhà họ lục, mới tố cáo tới nhà môn. Yến tam hợp. Kết cục của viên thị thì sao? Hàn hú bị ném xuống nước yến tam hợp con bà ta thì sao hàn hú vẫn còn trong bụng bà một sắc hai mạng yến tam hợp sờn gai ốc vậy hậu sinh thì sao bị đánh gãy hai chân sau đó cũng không biết đi đâu đúng rồi hàn hú khẽ lắc đầu trước khi viên thị chết đuối kêu la bảo người lục ra cẩn thận một chút con trai của nàng tương lai làm đại quan chắc chắn sẽ báo thù cho nàng còn nói mình ngủ với nhiều nam nhân như vậy sống đủ vốn rồi Yến Tam hợp hô hấp trì trệ. Nói thật, cô nghe đường tiến khê tán gẫu về việc mẹ lục thời bị bắt ngoại tình, ảnh hưởng đến khoa cử của hắn, trong đầu thật ra có rất nhiều ý nghĩ nảy ra. Có phải là do thê tử lục ra bày ra hay không? Có phải là ghen tị đứa con thư xuất chúng? Nương ruột lục thời có phải oan uổng hay không? Kết quả, tất cả đều không phải. Một nữ tử vì sao lại chẳng biết xấu hổ như thế? Theo lý thì không nên chớ. Lục Yến Tam hợp lâm vào suy nghĩ sâu xa, thì ánh sáng cuối cùng của ngày thu rơi xuống, Lý Bất Ngôn đứng dậy cầm đèn, thuận tiện đổi trà lạnh thành trà nóng. Ọt ọt, ọt ọt, Lý Bất Ngôn lắc đầu. Ngươi chưa ăn cơm mà. Hàn hú. Chưa ăn cơm chưa, sao không nói sớm. Lý Bất Ngôn đặt chung trà trước mặt Hàn hú. Hay là ăn cơm trước đi, muốn được ăn bát mì của cô nương, không biết có vinh hạnh này hay không. Vinh hạnh cái gì vinh hạnh, nghe chua muốn chết. Lý bất môn chừng hắn một cái, đóng cửa rời đi, ngoài cửa còn truyền đến tiếng bất mãn của nàng. Sống không chân thật chút nào. Một hồi lâu, hàn hú mới thu ánh mắt lại, nhìn Yến Tam Hợp. Có đôi khi, ta rất hâm mộ nàng. Trong đầu Yến Tam Hợp bây giờ đều là chuyện của lục thời, thuận miệng hỏi. Hâm mộ gì nàng, có thể ở bên cạnh cô nương, sớm chiều ở chung. Hàn hú khe khẽ thở dài nếu như không phải trên người ta có gánh nặng thì ta cũng muốn ở bên cạnh cô nương làm hạ nhân có thể nói chuyện không kiêng nể gì. Yến Tam hợp lúc này mới chuyển sự chú ý đến Nam Tử trước mặt. Trong lòng ngươi ta tốt thế ư? Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.